Hoan chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã từng trải qua những cái phương pháp giảm cân như uống thuốc giảm cân nhưng không đạt được hiệu quả, cũng như bạn mất rất là nhiều tiền dành những cái phương pháp tiếp theo đó nhưng đều không đạt được hiệu quả. Nếu như có đạt được hiệu quả cũng chỉ được lúc đầu rồi lúc sau lại tăng cân đột biến. Vậy hôm nay bạn đang muốn tìm kiếm một cái phương pháp giảm cân mà nó ở ngay tại nhà cho các bạn, để nó giúp cho các bạn tiết kiệm và hiệu quả, thì tôi muốn giới thiệu cho bạn một cái phương pháp giảm cân, đó là phương pháp giảm cân bằng chanh. Chỉ bằng chanh thôi bạn đã có thể giảm cân một cách nhanh chóng rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng tìm hiểu về cơ chế giảm cân của chanh. Theo các nhà khoa học thì chanh chứa một số axit hữu cơ, glucosid, các vitamin C, B1, B2, phosphor, đường, canxi, sắt và một loại tinh dầu ở vỏ. Những cái thành phần này thì có khả năng là kích thích dạ dày tiết dịch để phân giải thức ăn, làm tăng nhu động dạ dày và ruột, qua đó giúp tăng cường khả năng chuyển hóa thức ăn được tốt hơn. Ngoài ra thì nước cốt chanh có hàm lượng axit rất là cao, giúp cơ thể bạn hấp thu tối đa được các calorie từ thực phẩm, sau đó sẽ lưu trữ trong các tế bào. Và tế bào chất béo chứa càng nhiều calorie thì khả năng đốt cháy chất béo nó sẽ càng cao các bạn ạ. Như vậy, cái cơ chế mà chúng ta giảm cân ở chanh ấy, thì nó rất là đặc biệt và rất là tuyệt vời và rất là dễ để chúng ta có thể áp dụng nó. Ưu điểm khi mà các bạn giảm cân bằng chanh thì thứ nhất nó sẽ là rất là đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Cái thứ hai nữa nó rất là tiết kiệm mà thấy rất là rõ, chỉ với một quả chanh thôi, đúng không ạ? Các bạn bắt vào nước bạn có thể uống được rồi. Tiếp theo nữa nó sẽ tăng cường nồng độ axit trong hệ tiêu hóa, giúp cho bạn hấp thụ canxi được tốt hơn để xương bạn được chắc khỏe hơn. Tiếp theo nữa là đốt cháy chất béo rất là dễ dàng các bạn ạ. Nó giải độc gan này, lọc máu này, thúc đẩy các quá trình trao đổi chất. Nó phục hồi cái hệ tiêu hóa của bạn, hệ tiêu hóa bạn được khỏe mạnh hơn. Và nó rất là an toàn cho cơ thể các bạn vì nó là hoàn toàn từ thiên nhiên. Đó, quả chanh thì rất gần gũi đối với chúng ta, đặc biệt những chị em nào hay vào bếp, đúng không ạ? Và cách giảm cân bằng chanh thì chúng ta có cách thứ nhất, đó là giảm cân bằng cách uống nước chanh pha loãng. Các bạn hãy vắt nước cốt chanh rồi pha loãng với một lượng nước lọc vừa đủ, rồi bạn uống thay nước lọc hàng ngày các bạn nhé. Và trong cái liệu trình giảm cân bằng chanh này thì các bạn vẫn ăn uống bình thường được các bạn ạ. Ăn uống bình thường được, ăn đủ các nhóm chất như là protein, carbohydrate, các vitamin khoáng chất đó và chất béo. Các bạn hãy ăn đủ các nhóm chất này, nhưng các bạn hãy hạn chế ăn những cái chất béo mà nó không tốt cho sức khỏe ra, như là mỡ động vật này, được chưa ạ? Dầu rán này, những loại mỡ này không tốt sức khỏe. Tinh bột thì các bạn nên ăn, nếu như bạn nào có thể là có điều kiện một chút, các bạn đầu tư cho bản thân có thể là ăn bún gạo lứt, ăn gạo lứt, ăn khoai lang. Không, các bạn có thể ăn cơm trắng được, nhưng đừng ăn quá nhiều cơm trắng các bạn nhé. Đừng ăn quá nhiều cơm trắng. Các bạn phải lưu ý một chút này, cái khả năng giảm cân của chanh ấy là điều thì không cần phải bàn cãi rồi vì rất nhiều người đã áp dụng. Nhưng mà do cái chanh là có tính axit rất là cao nên là nhiều bạn uống quá chua nó sẽ không tốt cho dạ dày. Do vậy thì các bạn khi uống ấy thì các bạn nên là chúng ta hãy là vắt vừa đủ thôi, đừng quá chua các bạn ạ. Đó, đừng có quá chua, không nó sẽ rất hại cho dạ dày các bạn. Cách thứ hai này đó là giảm cân bằng cách uống nước chanh pha loãng với mật ong. Cách này rất nhiều người đã áp dụng rồi. Chúng ta chỉ cần lấy 300ml nước ấm pha với một quả chanh, được chưa ạ? 2 thìa cà phê mật ong rồi khuấy đều nó, là các bạn có thể thưởng thức được cái nước này, nó rất là ngon rồi, được chưa ạ? Nó chua chua, nó ngọt ngọt, rất là ngon. Và các bạn hãy uống nước chanh pha loãng với mật ong này vào sáng sớm hoặc là buổi tối mỗi ngày, được chưa ạ? Chúng ta kết hợp sáng và tối, các bạn sẽ thấy cân nặng của các bạn sẽ được giảm các bạn. Cân nặng của mình chắc chắn sẽ được giảm rất là đáng kể đó. Cái lợi ích khi bạn áp dụng cái phương pháp này ấy, thì các bạn sẽ thấy rất là rõ, nó sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch và một cái tinh thần sảng khoái cho các bạn nếu như các bạn uống vào cái buổi sáng cho mình. Khi uống nước chanh pha với mật ong, nó sẽ đem lại cho bạn cái cảm giác bạn no lâu hơn này. Đó, sẽ giúp bạn giảm được cái cơn thèm ăn của các bạn này. Kết hợp với khả năng đốt cháy mỡ thừa của chanh ấy, thì đúng là một cặp bài trùng, một cặp bài rất là hợp cho cái liệu trình giảm cân cho các bạn. Và tôi một đặc biệt dành cho các bạn, nếu như bạn là người không có nhiều thời gian tập luyện này, thì cái phương pháp ăn uống giảm cân khoa học là cách giảm cân mà bạn nên thử. Bạn hãy tham khảo ngay cái thực đơn giảm cân 7 ngày của tôi để các bạn áp dụng ngay với hai cách uống
nước chanh pha loãng với cả nước chanh pha loãng mật ong. Thì các bạn kết hợp với trục đơn dinh dưỡng này cộng với nước chanh pha loãng để các bạn giảm cân tại nhà, thì đó là một cái điều tuyệt vời để các bạn áp dụng để các bạn giảm cân. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem cái video này. Đừng quên để lại một comment hoặc các bạn hãy chia sẻ cái video này đến với nhiều hơn nữa. Đó chính là động lực để Linh làm những cái video tiếp theo hay và ý nghĩa để gửi tặng cho mọi người, để giúp các bạn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và tự tin. Hà Quang Linh cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hà Quang Linh xin chào.